Thưa các anh chị em, xin mọi người dừng tay một chút. Chắc các anh chị em đang buồn vì chuyện xưởng sơn mài sắp đóng cửa. Tôi thay mặt ban giám đốc của xưởng sơn mài xin thông báo lại, xưởng sơn mài sẽ tiếp tục làm việc. Không chỉ trong thời gian thực hiện bộ sưu tập Mùa Hạnh Phúc mà sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi sẽ làm việc hết sức mình để tất cả chúng ta được sống và làm việc chung với nhau ở tại ngôi nhà này. Tôi xin mọi người yên tâm. Cô Hai đã làm việc với luật sư Nam rồi. Cô Hai sẽ lấy lại quyền quản lý xưởng sơn mài từ tay mẹ anh. Em đừng có lo nữa. Thưa cô Hai, tôi biết cô là người trong gia đình bà chủ, nhưng hiện nay giám đốc công ty sơn mài chính là cô Hồng. Tôi không có ý kiến gì về những lời cô vừa thông báo, nhưng hiện nay tôi vẫn là nhân viên của cô Hồng. Tôi buộc phải tuân thủ theo ý kiến cô Hồng đã giao. Chú Bảy, cô Hồng đã dặn những người không có phận sự của xưởng sơn mài thì không được vào trong khuôn viên của xưởng. Xin mời cô và cậu Lâm rời khỏi đây. Chú Bảy, chú Bảy có thể làm điều đó với tôi được hay sao? Xin lỗi, đó là nguyên tắc. Đúng rồi đó, làm việc thì phải có nguyên tắc, chứ làm theo cảm tính thì chỉ có chết đói mà thôi. Chị Hai à, hình như chị đã can thiệp hơi sâu vào công việc của em rồi đó. Chị không nghĩ như vậy đâu Hồng à. Chuyện này không còn đơn thuần là công việc riêng của em nữa, mà nó liên quan đến cuộc sống bao nhiêu người ở đây. Em nhìn kìa, bao nhiêu con người ở đây, ai cũng mong muốn làm việc, được sống đàng hoàng, lương thiện. Em có biết, nếu mình không tạo điều kiện cho họ sống lương thiện thì đã vô tình đẩy họ vào cuộc sống tăm tối và phạm phải sai lầm không hả em? Nếu như vậy thì mình có tội lớn đó. Thấy người bị nạn mà không đưa tay ra giúp thì không khác gì là gây nên tội ác đâu Hồng à. Chị thôi đi, chị không có cái quyền gì để dạy đời tôi hết. Tôi phải lo cho thân tôi trước chứ. Sống không vì mình thì trời tru đất diệt đó. Còn bây giờ tôi là chủ ở đây, chị không có quyền gì ở lại đây khi chưa có sự cho phép của tôi. Tôi xin hứa với tất cả anh chị em sẽ không có việc dẹp xưởng sơn mài đâu. Xin mọi người yên tâm nha. Lâm nè, đi về nhà. Ai cho phép con ở đây? Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? À, thì ra là cái con quỷ này phải không? Nè, tôi nói cho cô biết, thằng Lâm nó sẽ đi du học. Cô đừng có mơ tưởng tới nó nữa. Tôi là mẹ nó, tôi không bao giờ bằng lòng cho nó cưới cô về làm vợ đâu. Mẹ, con không đồng ý đi du học đâu. Con có quyền của con mà mẹ. Mẹ cũng có quyền của mẹ. Nếu như con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ cắn lưỡi chết tại chỗ ở đây cho con biết. Khi mẹ chết, lúc đó con muốn theo ai thì theo. Bây giờ con chọn đi. Một là đi về nhà chuẩn bị đi du học, không có lang thang ngoài đường gì hết. Còn hai là mẹ chết tại đây, thì lúc đó con muốn làm gì đó thì làm. Anh à, anh đừng như vậy. Mọi chuyện đã rối lắm rồi. Nếu như mà anh như vậy á, cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng anh em à, hãy vì anh chị em ở đây đi. Anh cứ đi du học theo ý của mẹ anh. Nếu như mình có duyên phận, thế nào cũng gặp lại nhau mà. Anh nghe lời mẹ đi, làm ơn đi, làm ơn đi anh. Vậy thì cô cũng biết điều đó. Mẹ nói nè Lâm à, con nghe mẹ nói nè. Con nhỏ đó, nó không đáng phải để con dằn vặt đau khổ gì đâu Lâm. Rồi con sẽ tìm được người yêu khác đẹp hơn, xứng đáng với con hơn đó. Như vậy đã đủ thủ tục chưa anh? 100% mình sẽ thắng. Nhưng yên tâm đi, anh liên hệ với Thanh Hồng nhanh lên. Mình sẽ giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt.
Ừ. Alo. Chào chị Hồng, tôi là luật sư Hoàng Nam. Dạ. Có chuyện gì không anh? À, ngày mai chị có rảnh không? Tôi xin gặp chị để bàn vài việc. À, mai tôi bận việc ở công ty rồi. Nếu anh cần gì thì anh có thể tới. Dạ, vậy nha chị. Dạ. Tôi sẽ nghỉ việc ở sở. Bà lo thu xếp, rồi hai vợ chồng mình về quê sinh sống. Ông ơi, tôi sợ về đó quá. Tình hình này không thể khác được rồi bà. Tôi về quê á thì sẽ không còn ai giúp cậu Lâm. Mà như vậy thì trước sau gì Sương cũng phải đóng cửa. Cậu Lâm thì không còn lý do gì ở Việt Nam nữa. Bà chủ sẽ đưa cậu ấy đi du học. Tôi hiểu cái ý của ông rồi. Tôi không ngờ chỉ vì một sai lầm mà bao nhiêu người phải gánh chịu bi kịch. Nội ơi, nội mau khỏe lại với con đi nội. Con không hiểu tại sao mọi chuyện lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Nội ơi, con mong nội mau khỏe lại để giúp con vượt qua cơn giông bão này. Nhanh nội. Dạ con nghe. Con đang ở đâu dạ? Dạ con đang ở trong bệnh viện thăm ông nội. Chắc chứ. Không phải gặp Út May ấy chứ. Con đang ở bệnh viện mà. Lâm à, con về nhà đi ha. Nội muốn bàn với con một việc. Việc gì nữa vậy nội? Thì nội cứ bảo về nhà đi mà. Dạ. Chú Bảy, chú Bảy sao đến sớm quá vậy? Chú Bảy sao vậy? Xưởng này trước sau gì cũng đóng cửa. Hôm nay đến chia tay với cô và mọi người, tôi sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Chú Bảy nghỉ làm luôn hả? Đúng. Sao vậy chú? Đơn giản là tôi không còn thích làm ở đây nữa. Cô cũng nên tìm một việc khác mà làm đi. Nơi đây sẽ là một vũ trường sang trọng. Cô không thích hợp ở đây đâu. Chú Bảy à, chú Bảy nói gì vậy? Bác Nhung đã hứa là sẽ không đóng cửa xưởng này nữa mà. Hãy tìm một việc khác mà làm đi. Thôi tôi về đây. Chú Bảy, chú Bảy, con không hiểu gì hết. Sao chú Bảy lại muốn bỏ tụi con chứ? Hãy tìm một nơi khác mà sống đi. Tránh xa gia đình đó ra. Chú Bảy, anh xem kỹ nha. Để không thôi phí công anh lắm đó. Thú thật là tôi đã đoán ra điều này rồi. Chỉ là một thủ thuật đơn giản thôi mà. Đúng. Viết giấy nợ, làm giấy cam đoan, đây là một thủ thuật khá phổ biến. Trong một số trường hợp thì thủ thuật này có tác dụng ràng buộc, mang tính dân sự. Nhưng cũng có một số trường hợp khác lại có tính chất hình sự. Chà, tôi thấy có vẻ nghiêm trọng hả? Mình cùng quen biết nhau cả. Tôi tâm sự chân tình với chị. Nói thật, chuyện này mà đưa ra tòa thì chị Hồng bất lợi lớn đó. Anh nói chân tình thì tôi cũng trả lời chân tình. Thú thật là tôi không có ngại lắm. Giấy tờ hợp lệ, hợp đồng rõ ràng, giấy trắng mực đen, dễ nói chuyện lắm. Tôi có tìm hiểu chuyện này kỹ lắm. Qua tìm hiểu, thời điểm mà chị làm tờ giấy này là lúc cô Dung chưa vào trường quốc tế. Tôi có đến trường quốc tế để hỏi thăm thì tất cả các giáo viên ở trường đều xác nhận là cô Dung hoàn toàn mù chữ trước khi vào trường. Mù chữ thì làm sao đọc được những chi tiết của bản hợp đồng này hả chị? Không đọc được thì làm sao mà ký? Mà điểm chỉ, vấn đề là nằm ở chỗ đó đó. Nhưng mà chuyện này là cô tự nguyện làm mà. Nếu Dung nói chị ép cô Dung ký thì sao? Không có ai ép ai hết á. Cô tự nguyện ký vô thôi.
Như vậy hợp đồng này có hiệu lực pháp lý chứ? Tôi phân tích tới nước này mà chị kiên quyết như vậy à? Nếu đơn thuần chỉ là giấy nợ, tờ cam kết chuyển tài sản, thì đây là tranh chấp dân sự. Nhưng ra tòa thì tôi sẽ đề nghị xem xét yếu tố ép người mù chữ để làm bản hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản, thì có thể lúc đó nó chuyển qua hình sự đó chị Hồng à. Huống chi bây giờ ai cũng biết là Du không có tư cách để thừa kế tài sản đó, còn chuyện lập kế giả mạo tìm ra ngay đứa con thất lạc của Nhung nữa. Nếu ra tòa thì chị tính sao đi? Tôi là bạn của Nhung và cũng là luật sư của cô ấy. Quyền thừa kế của cô ấy là 2/3 tài sản của gia đình. Nếu chị khẳng định chị muốn quản lý khu đất ở xưởng sơn mài, thì chắc chắn khu Bình An này chị không còn quyền hành gì nữa cả. Theo số liệu thống kê, 1/3 tài sản mà chị nhận được thì toàn là tài sản của sơn mài, cộng với 15% giá trị của khu giải trí này. Chị thích chọn cái nào hơn? Tôi tin rằng chị là người sáng suốt để lựa chọn. Nhung rất muốn sử dụng xưởng sơn mài vào một việc rất tốt. Nhung muốn giúp những người có mảnh đời cơ cực nhưng lương thiện. Điều đó đáng mừng lắm chứ. Tôi chờ sự lựa chọn của chị. Chào chị. Thưa bà nội, thưa ba. Nào muốn nói chuyện với con hả? Ngày mai chuyến bay đi Paris cất cánh lúc 5 giờ. Là sao nội? Con sẽ ở nhà bạn của bà nội trong khoảng 1 tháng đi. Rồi sau đó nội sẽ thuê riêng nhà cho con ở. Cái khóa này học chỉ có 3 năm thôi con à. Không, con nhắc lại là con không đi đâu hết á. Con cãi nội, con phải nghĩ tới tương lai của mình chứ. Đừng có hại đời mình chỉ vì một đứa con gái. Ba. Thôi, nghe lời nội đi con. Ê ê, bác Nhung đến kìa. Bác Nhung tới kìa. Chào bác Nhung. Chào mọi người. Chào mọi người. Dạ, chào bác. Dạ. Chào bác Nhung, chào luật sư. Dạ, mặc dù bây giờ ai cũng lo, nhưng mà cũng ráng dặn nhau là cố gắng làm, chứ không vì buồn mà bỏ bê công việc ạ. Như vậy là tốt lắm. Tôi có tin vui cho tất cả mọi người đây. Dạ. Có tin vui gì vậy hả chú? Sao rồi chú? Tôi mới làm việc xong với cô Thanh Hồng. Khả năng cô Thanh Hồng đóng cửa phân xưởng là rất thấp. Cho dù chưa chắc chắn 100%, nhưng mà tôi cũng phải thông báo cho mọi người biết để mọi người yên tâm mà làm việc. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, mọi người hãy tin tôi nha. Dạ. Nè, vậy là tụi mình được làm tiếp rồi nghe. Dạ. Con cảm ơn bác Nhung. Cảm ơn bác Nhung nhiều nha bác Nhung. Dạ. Cảm ơn bác Nhung. Dạ. Thôi thôi mọi người làm việc. Đúng đi đó. Tất cả làm việc thôi, vì đây là nhà của chúng ta mà. Dạ. Bác ơi, cảm ơn bác nhiều lắm. Mọi người ở đây ai cũng cảm ơn bác hết. Nhưng mà có một chuyện không hay đã xảy ra rồi bác. Sao vậy con? Chú Bảy đã nghỉ việc hẳn ở đây rồi bác ơi. Tại sao lại nghỉ? Ông ấy thích công việc này lắm kia mà. Chú Bảy. Ông Bảy. Ủa, hai đứa bay tới đây làm gì? Con đến báo cho chú Bảy một tin rất là vui. Đối với chú, bây giờ không còn cái gì làm cho chú vui được đâu. Bác Nhung mới gặp con á. Có chuyện gì sao? Bác Nhung bảo chú luật sư, nói là đã làm việc xong với cô Hồng hết rồi ạ. Hai người đó nói là chắc chắn là cô Hồng không thể đóng cửa xưởng sân mài được đâu. Xưởng đó là thuộc quyền sở hữu của bác Nhung đó chú Bảy. Dạ, cô Nhung cũng nói mọi người nên tiếp tục làm việc mà không có gì thay đổi hết á, ông Bảy. Dạ. Con mừng quá, nên tụi con chạy qua báo tin cho ông Bảy hay. Dạ. Ông Bảy vô làm với tụi con nha ông Bảy. Dạ ông Bảy. Tôi không còn thích làm ở đó nữa đâu, chán làm sơn mài rồi. Con không có tin đâu. Chú Bảy làm việc rất là say mê, đâu có thể ngày một ngày hai mà chán được. Ông Bảy ơi, mọi việc đang diễn ra rất ngon trớn, một hợp đồng lớn, mọi người sẵn sàng làm việc mà. Giờ chỉ thiếu một người như ông Bảy cầm trịch thôi. Ông không đến giúp á, làm sao mà mọi người làm được cái lô hàng này hả ông Bảy? Chú Bảy quay lại làm việc với tụi con đi.
Chú Bảy mà không làm con không biết làm sao luôn á chú Bảy. Chú nghe nói cái xưởng nó mai mốt bị phá bỏ, một cái nhà hàng hay vũ trường khác được xây lên. Chú thích cái ý tưởng đó. Làm sương mài quá lâu rồi nên đổi qua cái khác cho nó vui hơn. Thôi thôi thôi, hai đứa về đi. Chú Bảy. Ông Bảy. Chú Bảy à. Chú Bảy ơi. Chú Bảy ơi. Ông Bảy. Mở cửa đi ông Bảy. Ông Bảy ơi. Ủa kỳ vậy trời. Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhà ông Bảy ở đây. Chú Bảy đâu rồi ta? Bác. Mọi người trật tự một chút. Sao rồi con? Chú Bảy từ chối rồi. Ông đóng cửa, không muốn nói chuyện nữa. Chú Bảy ơi, chú Bảy mở cửa đi chú Bảy. Tôi là Nhung nè. Tôi biết là chú đang lắng nghe những gì tôi nói. Tôi không dám ép chú phải làm chuyện gì hết. Nhưng chú hãy ra đây mà nhìn xem. Bao nhiêu con người ở đây đều mong chú quay lại làm việc. Mọi người cần chú. Chú Bảy, chú có nghe tôi nói không chú Bảy? Ông tới làm đi. Ông mà không đi làm á, tụi tôi không biết làm sao nữa à. Chú Bảy ơi, chú về chỉ tụi con làm đi. Hàng ở trong xưởng còn nhiều lắm kìa. Ông không về tụi con làm không được đó. Thôi kệ họ đi. Nhưng chú Bảy, chú Bảy à, chú Bảy, chú Bảy, ông Bảy, chú Bảy. Ông Bảy. Thôi được rồi, tôi sẽ quay về làm cho mọi người. Mừng quá bà ơi. Cảm ơn ông Bảy. Cảm ơn ông Bảy. Nhưng có một điều kiện. Cô Nhung về nói với cậu Lâm là cậu ấy đừng đến đây làm việc nữa. Tôi không muốn thấy mặt cậu ấy đâu. Ủa sao vậy chú? Cậu Lâm mà đến á, cô Hồng lại làm rối lên. Tôi thì không muốn thêm rắc rối nào nữa hết á. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Lâm. Nhưng tôi chỉ làm phụ với mọi người hết lô hàng này thôi. Khi nào xong tôi sẽ nghỉ. Tôi không thay đổi quyết định này đâu nha. Mẹ. Mẹ mở cửa cho con. Hả? Đi mẹ. Cái gì vậy? Mẹ. Trời ơi, thiệt tình tôi không biết mẹ đang tính cái gì nữa. Thằng Lâm nó đã không muốn rồi, ép nó làm cái gì không biết. Tôi cũng thấy lạ. Chuyện con Út Mai với thằng Lâm có dính dáng gì tới chuyện gia tài đâu. Phải chi nhà mình nghèo rớt mồng tơi, chắc không có chuyện này xảy ra đâu. Cái ông này đúng là vô duyên. Ước gì cũng ước đi ước nghèo. Chán người chết. Càng ngày Út Mai càng làm tốt lên đó. Đúng là họa sĩ thật thụ rồi đó. Con sao vậy? Không có gì ạ. Cậu Lâm đi học là tốt. Rồi nay mai cậu Lâm sẽ có một tương lai tươi sáng. Con đừng để ý cậu Lâm nữa nha. Dạ con có để ý gì đâu chú Bảy. Giờ con chỉ tập trung làm thôi ạ. Sau này con sẽ gặp một chàng trai tốt. Bên Pháp cậu Lâm cũng sẽ gặp được một cô gái tốt. Con đừng để ý cậu ấy nghe con. Ủa, ông Bảy sao vậy ông Bảy? Có gì không? Thôi lo làm việc của mình đi. Khổ quá. Sao kỳ vậy trời? Sao ai cũng khổ hết, ai sướng ta? Con qua bệnh á, cố gắng học hành, đừng có lo lắng gì hết nha con. Con trai,
Cố lên ha. Con đi nha. Ừ. Alo, mẹ nè con, sao rồi? Thằng Lâm nó lên máy bay rồi mẹ. À mà nè, có nhìn tận mắt nó lên máy bay không? Dạ, con tận mắt nhìn thấy nó mà, mẹ yên tâm đi. Vậy thì được. Dạ thôi, giờ tụi con vô thăm ba một chút nha mẹ. Đi đi. Dạ, con chào mẹ. Thêm bảy hả? Dạ. Ngồi đi. Tới đây có chuyện gì vậy? Tôi đến đây để nhờ bà một chuyện à. Chuyện gì? Vợ chồng tôi sắp về quê sinh sống, không có trở lại nơi này nữa. Thì sao? Bao nhiêu năm nay ông Bảy làm việc vất vả như vậy, vậy mà không có được gì nhiều hết. Dạ, tôi đến đây xin bà hỗ trợ cho vợ chồng tôi một ít vốn để tiện việc làm ăn thưa bà. Thím yên tâm đi. Nếu chú Bảy muốn về quê thì tất nhiên là tôi phải cho tiền chú nó. Dạ, bà có ý tốt vậy. Vợ chồng tôi đòi ơn bà nhiều lắm à. Thôi, thím đợi chút, tôi lấy tiền cho. Dạ. Alo. Chú Bảy hả? Dạ thôi đi bà chủ. Chú định về quê sao? Dạ cũng tính như vậy à. Sao chú không nói trực tiếp với tôi mà chú để cho vợ chú nói vậy? Bà chủ nói sao ạ? Thì vợ chú đang ở nhà tôi nè. Trời ơi, bà ấy nói sao thưa bà? Bà nói là vợ chồng chú tính về quê sinh sống. Tin tôi ít tiền để lập vốn. Có vẻ phức tạp rồi đó. Thú thật với bà là chuyện này tôi không biết gì cả. Thôi chú thu xếp công việc đi, rồi chạy qua tôi một chút. Tôi sẽ chạy qua ngay. Dạ thưa bà chủ. Dạ. Trời ơi bà ơi là bà. Bà làm cái gì vậy? Ông Bảy có chuyện gì vậy ông Bảy? Hả? Dạ. Thôi thôi ngồi đi. Ngồi ngồi ngồi. Thím ngồi xuống đi. Thím ngồi đi. Tôi mới nói chuyện với chú Bảy xong, ông nói là ông không biết thím tới đây xin tiền tôi. Vậy là sao? Dạ, chồng của tôi không có biết chuyện này. Tôi đã tự ý đến đây với tư cách là một người vợ, muốn bảo vệ quyền lợi của chồng mình. Chồng tôi xứng đáng có nhiều hơn những gì ông đang có. Vậy thím muốn gì? Thôi đừng có vòng vo nữa. Nói đi. Nếu thấy được tôi sẽ giải quyết cho. Dạ, xin bà bình tĩnh nghe tôi nói. Thú thật với bà, tôi đã biết khá nhiều chuyện có liên quan đến bà. Chuyện của bé Khế cách đây 15 năm và chuyện của cậu Lâm. Chuyện của cô bé bụi đời Út Mây. Bà. Dạ, tôi biết hết. Cách đây không lâu, tôi đã biết cô Út Mây chính là bé Khế của ngày trước. Nhưng mà tội nghiệp cho cô ấy quá à. Đáng lý ra cô ấy phải là một đứa cháu sống trong gia đình giàu có, một người được thừa hưởng một phần tài sản lớn của ông chủ. Vậy mà cô ấy phải sống lây lất ở ngoài đường. Tiếc một điều, có quá ít người biết được cái chuyện này. Mà cũng đúng thôi, bà chủ giữ kín quá hà. Trời ơi tôi lại bà ơi tôi lại bà. Ông chủ đang bệnh hả bà? Nhưng mà tai vẫn hoạt động tốt phải không? Cô Nhung vẫn khỏe mạnh chứ gì? Cô Út May chắc là mừng lắm đây, khi biết ai là mẹ ruột của mình và mình được hưởng những thứ gì của mình.
thôi. Dạ, tất nhiên là tôi sẽ im lặng rồi. Vậy thì muốn bao nhiêu? 200 cây vàng. Cái gì? Quá rẻ để mua một hũ keo dán mặt nạ vĩnh viễn phải ông bà? Thím dám không? Bình tĩnh đi bà. Xin lỗi vì tôi hơi quá lời, nhưng mà cái chuyện này quả thật là không có quá đáng tí nào. 200 cây đâu có phải là nhiều so với lợi ích mà nó đem lại, đúng không? 200 cây chứ gì. Ừ. Đúng là thím hết bệnh rồi phải không? Ừ. Tôi sẽ đưa cho vợ chồng chú thím 50 triệu, không dư một cắc. Đi về đi. Biết tính tôi mà. Thím đừng để cho tôi tức giận. Sẽ không có một cái gì đâu. Bà có chắc những gì bà nói không? Chắc chứ. Hình như là bà đang thách tôi thì phải. Hãy nhớ, thân phận của thím là ai, tôi là ai. Đừng có ăn cháo đá bát. Tôi biết vợ chồng tôi đến được với nhau là nhờ bà, nhưng mà bao nhiêu năm nay chồng tôi theo hầu hạ, không nề hà khổ cực, không tính toán thiệt hơn, gọi là làm trâu làm ngựa cho bà. Như vậy là đã đủ trả ơn cho bà lắm rồi đó. Còn cái chuyện mà lôi chồng tôi vô âm mưu của bà đó, làm cho ông ấy ăn không ngon ngủ không yên bao nhiêu năm trời nay, bà tính làm sao? Cút khỏi nhà tao. Bây giờ con người ta đã về đây rồi, bà còn muốn chia rẽ mẹ con người ta một lần nữa hả? Lương tâm của bà để đâu? Nếu như bà không đưa tiền á, tôi sẽ cho cả cái thế giới này biết cái bộ mặt của bà đó. Bây giờ tôi cho bà cơ hội để suy nghĩ. Sao? 200 cây đâu có quá đáng so với bà phải không? Im ngay. Ông đứng lại đó đi, để tôi nói chuyện với bà. Đi về không có nói gì hết. Buông tôi ra đi. Đi. Để tôi nói mà. Không có nói gì, buông gì hết. Buông ra đi. Đi về. Buông ra. Dạ, tôi xin lỗi bà, ngàn lần xin lỗi bà. Vợ tôi nó còn điên chưa có tỉnh. Tôi tỉnh, tỉnh còn hơn cả ông nữa đó. Bây giờ sao? Có đưa 200 cây không? Không có đưa thì tôi la lên cho mọi người biết đó. Im đi. Ông ngu muội lắm. Ông biết bà ta ác vậy mà đi nghe lời của bà ta. Ông tiếp tay cho kẻ ác, như vậy ông cũng là người ác luôn. Ông cứ ngồi đó đi, ngồi đó mà hầu hạ cho bà đi. Tôi sẽ đi cho Út May với con Nhung biết cái chuyện này nè. Dừng lại. Bà, dừng lại. Ông Bảy. Dạ. Ông Bảy. Dạ xin bà đừng lo. Chạy theo, bịt mồm nó lại đi. Dạ 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 dạ. Bà ơi, bà. Nhanh lên. Bà ơi, nhanh lên. Dừng lại. Bà. Út May. Tí Bảy. Út May, quay lại gặp nó kìa, nhanh lên, quay lên. À, 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 Tí Bảy. Bà ơi, bà có chị sao không? Cứ bà sao chị ơi? Bảy. Chị ơi, đỡ Bảy. Tí Bảy có sao không? Chị ơi, bà Bảy ơi. Tí Bảy bất tỉnh rồi. Đỡ bà Bảy lên. Đưa đi bệnh viện đi chú Bảy. Từ từ. Bà ơi. Bà Bảy, Bảy. Bà ơi, đưa bệnh viện đây. Đưa bệnh viện đây. Đưa bệnh viện lấy đi. Xe, lấy xe. Nhanh lên. Đưa Tí Bảy đi bệnh viện đi. Anh cứ yên tâm đi, chị không có bị chấn thương sọ não. Nhưng mà sao Bảy bất tỉnh lâu vậy bác sĩ? Chị ấy bị choáng một chút thôi, không phải hôn mê vì chấn thương đâu. Vậy chừng nào Bảy tỉnh vậy bác sĩ? Anh cứ để yên cho chị ngủ, có thể vài giờ nữa chị sẽ dậy. Chị ấy cũng mệt lắm rồi đó. Ừ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ không có chi. Thôi bây giờ tôi ra phòng trực, khi nào mà chị dậy á thì anh báo cho tôi biết nha. Dạ. Vô đi. Mẹ có sao không mẹ? Con nghe nói mẹ bị mệt. Ừ, mẹ cũng mệt đó mà. Đi đâu mới về vậy? Dạ, con... Mẹ xin lỗi con vì những lời hôm trước.
con đừng để bụng nha. Dạ, dạ không có gì đâu mẹ. Để con xuống nấu một vài món nóng cho mẹ nha. Khỏi. Ngồi đi con. Dạ. Nhung à, mấy bữa nay mẹ buồn lắm. Buồn, đầu óc căng thẳng, rồi bệnh, nên mẹ mệt mỏi vậy thôi. Dạ, dạ con biết ạ. Có phải cần thiết phát mãi công ty không con? Đó là công sức của ba con, đó là cầu nối giữa con và vợ chồng thằng Sơn. Con hãy nghĩ mà coi. Còn công ty thì mọi người còn chung tay chung sức. Mất công ty rồi thì mỗi người một ngã. Ba con sẽ ra sao khi thế tan đàn sẽ nghe? Con cũng đã từng ước mong là em Sơn và cả em Hồng ủng hộ dự án của con. Nhưng tiếc là không có tiếng nói chung mẹ. Mẹ con nói chuyện với con Hồng rồi. Nó nói là nó sẽ ủng hộ con mà. Con đừng vội vàng như vậy. Con nghĩ cho ba con. Ba con đang bệnh nặng mà. Bây giờ cơ nghiệp của ông bị xẻ ba xẻ bốn thì làm sao ông vui được hả con? Nhung ơi. Nhung. Kìa mẹ. Mẹ làm gì vậy? Gia đình của mình còn đang tùy thuộc quyết định của con đó Nhung. Coi như mẹ xin con hãy nghĩ đến thâm tình, nghĩ tới anh em và công lao của ba mẹ bao nhiêu năm, nhất là niềm vui của ba con vào những ngày cuối đời. Con hãy đồng ý lời khẩn cầu của mẹ đi con. Cả nhà mình lại vui vẻ với nhau. Ba con mà biết được như vậy, ông vui nhiều lắm Nhung à. Dạ. Mẹ ơi, con hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ, mẹ đừng làm vậy. Mẹ đừng quỳ nữa mẹ ơi. Mẹ. À, Thím Bảy. Thím. Thím thấy sao rồi Thím Bảy? Thím Bảy còn nhức đầu không? Bà Bảy ơi, bà còn nhức đầu không bà Bảy? Bữa trước bác sĩ nói bà Bảy bị bệnh lại rồi đó. Tội nghiệp Thím quá. Không biết chú Bảy đâu rồi ta. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Chú Bảy. Chú định về quê thiệt sao? Chú nỡ bỏ tụi con ở lại đây thiệt sao? Không có chú, tụi con phải làm sao đây? Xưởng sân mài nữa sẽ làm sao đây chú? Ông Bảy ơi, ông đừng chơi vậy nha. Ông chơi vậy kỳ lắm á. Chú xin lỗi. Chú à, con năn nỉ chú á, chú đừng có đi. Không, chú không còn sự lựa chọn nào khác đâu mấy đứa. Ông Bảy. Đi bà. Đi. Đi về quê bà. Chú. Chú Bảy. Đây là những lời cuối cùng chú muốn nói với con. Chú ơi, chú đừng có như vậy mà chú. Nè, con đừng khóc. Hãy nhớ lời chú dặn nè. Hãy quên cậu Lâm đi. Đừng mong chờ vào tình yêu đó. Hãy tìm chàng trai tốt khác mà yêu. Nghe chưa? Như vậy. Chú Bảy ơi.
Đó là lý do mà xưởng sơn mài ngưng hoạt động. Tiền lương của mọi người á, từ ngày mai kế toán sẽ kêu từng người một lên để thanh toán. Từ mai tất cả mọi người sẽ không phải đến đây làm việc nữa. Dạ. Thôi đi về. Về nha Tiến Hà. Thôi có gì đâu buồn. Sắp tới á, cô sẽ mở vũ trường ở chỗ này nè. Rồi cô coi có chỗ nào có gì đó thích hợp thì cô kéo con về làm luôn. Làm vụ này á vui hơn làm xử sân mài nhiều. Nhưng mà thôi, con đừng có lo cho mấy đứa bụi đời này nữa. Bây giờ nè, cô nhờ con nè. Con coi cái sản phẩm nào á mà hoàn thiện rồi á thì gọi người tới thanh lý. Thu về được nhiêu á thì hay bấy nhiêu. Rồi cô cho con 10%. Xin lỗi cô, bây giờ con không có hứng thú làm cái gì nữa rồi. Chán. Đúng là cái đồ ngu ngốc thiệt. Thứ ngựa nào heo đá. Alo, anh Sáu hả? Anh đi qua xưởng thôi chút xíu đi. Ở đây á cần thanh lý nhiều thiết bị làm sơn mài, giá rẻ lắm. Rồi vậy ha. Đi về quê. Nè. Đi về quê. Đi về quê. Đi. Đi. Ông bảy ơi. Ông bảy, ông bảy. Kỳ vậy ta. Dạo này tao thấy mọi chuyện sao sao á. Tự nhiên má thằng Lâm lúc đầu đồng ý cho mày quen với nó. Đụng cái tự nhiên cái ba cấm. Và ông bảy này cũng lạ. Mới đầu thấy ủng hộ mày quá chừng luôn. Tự nhiên giờ kêu mày quên Lâm đi. Biết rồi không biết ngứa chỗ nào gãi trời. Tôi đang lo chuyện ở xưởng nè. Bây giờ không còn ai làm nữa hết. Không biết rồi sẽ là sao đây. Nhìn là không chịu nổi nữa rồi. Ủa, sao cá rô kho tổ đâu rồi? À, mới đầu em định làm cá kho tổ, nhưng mà em nghĩ ăn cơm hoài ngán lắm, cho nên em đổi món cho anh đó mà. Thôi từ từ. Cay lắm đó nha. Càng cay càng sướng. Có cái sướng nào bằng sướng cay đâu. Ăn nói thấy ghê không. Ngon không anh? Ngon, quá ngon. Muốn điên cái đầu gì cái bà này. Trời ơi là trời, gọi hoài. Đã nói giải quyết dứt điểm đi. Ai bị không chịu nghe em. Ăn xong rồi tính. Ông mày. Ông mày. Ủa anh. Vợ mày tính sao? Em cũng chưa biết nữa. Sao kỳ quá à. Bác Dung hôm trước á hứa là sẽ giữ lại xưởng sơn mài mà. Anh đã thấy trước chuyện này rồi. Gia đình bên nhà của Lâm phức tạp lắm. Nhưng cô Hồng nó cũng đúng. Giờ ông bảy cũng không có nữa. Lâm lại đi xa. Không ai làm đầu tàu cả. Giờ em sẽ làm gì? Chắc là em sẽ đi gặp bác Dung để hỏi chuyện. Cũng vô ích thôi em à. Cô Hồng đã cho thanh lý hết các thiết bị ở trong xưởng rồi. Trước sau gì xưởng cũng đóng cửa thôi. Theo anh, em đừng có đi đến cái xưởng đó nữa. Em qua văn phòng anh làm việc đi.
làm trợ lý của anh nha. Văn phòng của anh có cần nhiều người không? Anh có thể nhận mọi người ở đây vô làm chung được không anh? Văn phòng của anh nhỏ mà. Em đâu thể lo cho một mình em được. Nhưng anh lo cho em. Anh không muốn em lại bôn ba ngoài đường nữa. Hãy về làm với anh đi. Quên cái chuyện sổ xương mài đó đi em. Anh lo cho em, nhưng mà anh không hiểu em. Thôi em vào đây. Cảm ơn anh đã cố gắng giúp em. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này. Chào anh Long. Chào chị. Xin lỗi đã đến trễ. Sao đến trễ như vậy? Dạ, tại vì tôi đi giữa chừng bị kẹt xe. Thật tình xin lỗi anh. Không có gì hết. Sao, có ý định mở vũ trường phải không? Thú thật là tôi cũng tính mở cái vũ trường dày. Nhưng mà tôi không có nhiều kinh nghiệm nên gặp anh để hỏi thăm đó. Làm một ly cho ấm bụng đi rồi nói chuyện. Dạ, cảm ơn anh. Nguồn lợi lớn nhất nằm ở rượu và đồ nhắm. Ủa vậy rượu thường mình lấy ở đâu vậy anh? Ở đây. Nếu ở mà đây. Chị mở thì tôi sẽ cung cấp cho chị giá mềm thôi. Làm ăn mà, yên tâm đi. Chuyện nhỏ, không có mấy vụ đó thì làm sao gọi là vũ trường được. Vậy lỡ công an vô bắt gặp rồi sao anh? Dạ, cái đó tôi không giúp được rồi. Chị phải tự lo thôi. Tôi thì tôi không có quen nhiều lắm. Có gì á anh giới thiệu giúp tôi được không? Vậy thì chị phải chi hơi mạnh đó. Còn ánh sáng, âm thanh rồi nhân viên phục vụ sao anh? Để tôi bao hết mấy vụ đó cho. Yên tâm đi. Thôi, tôi ra ngoài trước. Ở đây lâu chắc lát tôi bể tim chết rồi.